Minh đường tử vi hoan hỉ chào đón các bạn chúc các bạn bình an vui vẻ gặp nhiều điều may lành thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất tử vi tuổi Tý Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp thầy tử vi chỉ ra rằng cục diện Mão Tý tương hình là nguyên nhân khiến vận trình trong ngày hôm nay của người tuổi Tý kém phần suôn sẻ Công việc dễ vấp phải những vấn đề trục trặc nửa chừng, để giải quyết cần không ít thời gian và công sức, hiệu suất trong ngày sụt giảm khá rõ. Thực thần là các thần cho đường tài lộc của những chú chuột. Đặc biệt là những người theo đường kinh doanh buôn bán. Cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá rõ, thậm chí bạn còn được người quen giúp đỡ, chỉ dẫn để tìm được mối làm ăn tiềm năng. Đường tình duyên của bản mệnh hôm nay khá tốt. Các cặp đôi dần hóa giải được khúc mắc tìm được tiếng nói chung sau những mâu thuẫn trước đó thậm chí sóng gió đã qua còn khiến hai bạn càng thêm trân trọng mối quan hệ này. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Mọi mong cầu về tình cảm không nên có tính cách lâu dài. Tài lộc tuy có nhưng dễ hao, hoặc chỉ được mời ăn uống, dự tiệc, có quà nhỏ. Đến nơi nào không nên ở lâu gặp sự phiền toái. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy, nên dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề tình cảm hẹn ước giao thiệp hoặc giải quyết vấn đề theo tình cảm ở lúc trước nay gặp chuyện phiền lòng mất uy tín nói nhiều chỉ đưa đến sự thị phi rắc rối tranh cãi tiền bạc có sự thiệt thòi không được như ý có khách đến nhà hoặc công sở có người đi xa thay đổi công việc tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa việc như thế nào thì đón nhận như thế ấy điều tốt sẽ tự nhiên đến hoặc có tin tốt ở xa hoặc có người đem điểm tốt cho mình nên đi xa ra ngoài sẽ có kết quả tốt hơn ngày của sự đáo hạn định kỳ giải trừ những gánh nặng âu lo tài lộc tốt tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có tin tức ở xa hoặc có cuộc đi ngắn về vui chơi tình cảm tiệc tùng mua sắm tuy nhiên không nên quyết định vội vã vì có sự rời hẹn sai hẹn chậm trễ hãy cố gắng làm nhiệm vụ của mình cho xong hoặc như đã dự tính có tài lộc hoặc có lộc ăn nhưng cũng có sự hao tốn chút ít tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Có người cần sự giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, mời hợp tác, đề nghị việc làm mới. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt, có tin không tốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc. Không nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân. Tử vi tuổi sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, dưới sự che chở của thiên ấn, công việc của người tuổi sửu nhờ vậy mà tiến triển đúng như bạn mong muốn. Con giáp này hiểu rõ điều mình muốn là gì, lợi thế của bản thân nằm ở đâu để vận dụng đúng nơi đúng lúc, sớm chạm tay vào mục tiêu. Vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng, đây là khoảng thời gian vàng để những chú châu tiếp tục nỗ lực hết mình giành lấy thứ mình mong muốn. Dù có khó khăn đến đâu cũng hãy cứ kiên trì, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng hôm nay chuyện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy nhiều phần sứt mẻ. Có lẽ chính con giáp này cũng chẳng thể ngờ được từ những mâu thuẫn nhỏ mà cả hai có thể tranh cãi gay gắt đến mức như vậy. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, dậu tý. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Mọi việc chắc chờ trước yên ổn sau. Ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền. Có tin buồn, chuyện bất an về sức khỏe, bệnh tật, có chuyện tăng thương. Sự mong cầu về tình cảm chỉ đem đến đa sầu, không vui hoặc có người đi xa. Có tin tức ở xa. Nếu có lộc ăn cũng không được vừa ý. Nội bộ gia đình, công sở không nên tranh cãi. Tài lộc trung bình, ngày có sự bận rộn về bếp núc lùng cùng trong nội bộ. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Ngày không tốt, tất cả mọi việc đến với mình chỉ đem lại chuyện phiền lòng, rắc rối, chắc trở, khó có phương hướng giải quyết, dễ gặp sự thiệt thòi sự mong cầu về tình cảm, hẹn ước nếu có đến cũng phải chịu sự hao tán, hoặc chậm trễ, hoặc chỉ là lời nói, không có sự thực. Nên vì công việc chung mà nội bộ không nên bất hòa trong sự góp ý, chờ đợi. Tài lộc kém. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa. Dù có chạy đông chạy tây cũng khó lòng đạt được kết quả như ý muốn mà còn gặp rủi ro, bị xem thường. Ngày có nhiều tin buồn, hoặc phải đương đầu với những trở lực. Sức khỏe không tốt, người thân đau yếu, hoặc gặp chuyện buồn có người đi xa, hoặc có tin của họ. Tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng có kết quả. Có tin buồn đối với người mình thân thiết hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin về công việc gặp trở ngại hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Hao tài về tiệc vui, đình đám. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm, hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới có tin xa hoặc có tin về sự thuyên truyền nhà cửa văn phòng công ăn việc làm sức khỏe có liên quan đến mình thân nhân bè bạn có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước có cuộc đi ngắn gặp mặt hội họp gặp gỡ tài lộc trung bình tử vi tuổi dần chính tài xuất hiện mang tới tin vui về tài chính cho người tuổi dần trong ngày thứ tư này có thể là nhờ vào việc buôn bán làm ăn đúng thời điểm mang lại lợi nhuận tăng tiến cho bản mệnh bạn nhớ tận dụng tốt thời cơ hiện tại và đừng quên nghĩ tới cả những kế hoạch dài hạn khác để có thể duy trì tài lộc tam hội nhắc nhở những chú hổ dù công việc bộn bề cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nơi đó thực sự quan trọng với bạn đấy đừng quên rằng sau những ồn ào hào nhoáng của đời sống gia đình là nơi mà bạn tìm đến sự yên ổn và có những phút giây thực sự thoải mái ngày hôm nay con giáp này nên chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng quá mải mê làm việc mà quên mất rằng mình cần phải tự lo lắng cho bản thân. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày thích hợp cho các công việc có liên quan đến tình cảm, hôn nhân, kết bạn, hẹn ước, thay đổi công việc, nơi ăn trốn ở, văn phòng. Có tin vui hoặc có khách đến khiến phải tạm ngưng công việc. Có quý nhân giúp đỡ nếu đã quyết định làm việc gì phải bền trí chớ nên bỏ ngang bất lợi tiền bạc đến nhanh ra nhanh có lộc ăn hoặc được dự đám tiệc nhóm bạn hạp các nghề có liên quan đến hoa quả quà tặng thủ công mỹ nghệ giải khát du lịch tự do tiếp thị tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như tình cảm nhưng sự thu xếp còn gặp trở ngại không đúng với thời gian quy định không nên buồn phiền bất mãn khi người trên không cho mình thực hiện theo ý định có rủi ro chút ít trong việc di chuyển. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Có sự thay đổi công việc, phương hướng làm ăn cũng như về tình cảm. Thuận lợi cho việc kết thúc công trình, nhận nhiệm vụ mới, đến hạn kỳ. Ngày có đình đám, tiệc tùng, hỷ sự. Tuy nhiên mọi việc không nên tiến xa hơn hoặc kéo dài sẽ có hậu quả không tốt. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Nên bình tĩnh khi có nhiều tin tức hoặc công việc đến dồn dập có người không hẹn mà gặp đem lại tin vui buồn lẫn lộn dự tính công việc khó thành gặp trở ngại nên hội họp bàn phương kế khác nhưng cũng không nên nản trí bỏ ngang mục tiêu đã được định sẵn điểm lành sẽ đến tài lộc còn khó khăn không nên chi phí lớn lao ngày có nhiều người đến vì tiệc tùng hoặc có nhiều vấn đề về công danh tình cảm cần phải giải quyết thuận lợi cho việc sửa sang tu bổ sửa chữa dọn dẹp nhà cửa đồ đạc có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn quà tặng đi xa còn gặp trở ngại tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên xem xét lại những việc cũ còn có thiếu sót hoặc sắp xếp chưa có sự thỏa đáng cần phải điều chỉnh lại có sự tu bổ sửa chữa mua sắm về đồ đạc vật dụng ngày có tin tức cuộc gọi hoặc có người đến làm gián đoạn công việc được mời vui chơi tiệc tùng ăn uống hao tài về mua sắm quà tặng cẩn trọng trong việc đi xa có rủi ro chậm trễ hoặc bị phạt vạ khiển trách tử vi tuổi mão thiên tài độ mệnh mang đến cho người tuổi mão những tin vui về đường tài lộc người theo nghiệp kinh doanh có thể mạnh dạn mở rộng quy mô buôn bán hoặc chuyển hướng sang lĩnh vực mới trong ngày hôm nay người làm công ăn lương cũng gặp may mắn rất nhiều trong tiền bạc bản mệnh có thêm nguồn thu phụ ngoài công việc chính của mình nhờ thế mà chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều sức khỏe của những chú mèo hôm nay không được khả quan có dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang kháng nghị với thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của bạn hiện tại. Hãy lưu ý đến các vấn đề bất thường hơn nhé. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi tuất. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói cũng như trong việc làm, dù ở công sở hay tại gia đạo, dễ có chuyện mích lòng, buồn phiền trong nội bộ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Ngày có sự bận rộn về bếp núc hoặc gặp khách không mời mà đến gây ưu phiền, cản trở hoặc đem tin buồn đến. Tài lộc còn chậm. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng, mọi việc đều không nên tiến hành, dễ bị phá ngang bỏ dở nữa chừng hoặc không đúng như đã bàn thảo, dự tính, hẹn ước. Gia đạo bất an, nên ngồi yên giới hạn việc đi lại, di chuyển, gặp rủi ro hoặc chỉ gặp toàn chuyện buồn phiền hao tốn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, không nên ở trong hoàn cảnh cũ mà nên thay đổi dù trước mắt có nhiều khó khăn trở ngại nên mạnh dạn nêu ý kiến với người có thẩm quyền vì bản thân mình không có khả năng giải quyết mọi việc nên chậm rãi cẩn thận về lời nói có sự buồn phiền trách oán nếu có tài lộc đến nhanh chóng thì nên dừng bước tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng việc gì cũng không nên nói nhiều dù có thành tâm thành ý cũng khiến cho người khác phật lòng trách oán sự mong cầu về tình cảm trung thực chưa phải là lúc thuận tiện ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ kết thúc hoặc mở ra một công việc phương hướng khác tài lộc trung bình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng có cuộc đi ngắn có tin xa ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ hò hẹn nhóm bạn hao tài về ăn uống quà tặng có cuộc vui tài lộc trung bình không nên vì tình cảm mà bỏ ngang công việc hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi ra đi tử vi tuổi thìn. Dưới tác động của cục diện mão thìn tương hại, người tuổi thìn cần hết sức tỉnh táo trong ngày hôm nay, bởi đang có dấu hiệu lừa gạt, lợi dụng mà bạn không thể lường trước được có thể xảy đến với bản mệnh. Theo tử vi hàng ngày cho thấy, công việc trong ngày gặp không ít trở ngại do mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc bất đồng quan điểm với cấp trên. Hôm nay, những chú rồng chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình là được tránh can dự vào việc của người khác đặc biệt là các cuộc tranh cãi kẻo tai bay vạ gió tò mò là nguyên nhân dẫn đến mọi sự rắc rối, cần phải kiềm chế bản thân thật tốt. Chuyện tình cảm của con giáp này hôm nay không được tốt. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đang dần lấy mất sự kiên nhẫn của cả hai, khiến hai bạn không còn bao dung cho đối phương như trước nữa. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu tí, thân. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa tất cả những vấn đề về công danh tình cảm việc làm tin tức chờ đợi đã lâu hôm nay sẽ đến ngày của sự đáo hạn đến hẹn và nên tiến hành như đã dự tính càng sớm càng tốt có quý nhân có khách bè bạn đến nên bỏ qua những tiểu tiết hoặc trở ngại mà cần phải vượt qua sẽ có kết quả tốt tài lộc vào ra thất thường hoặc chậm đến hoặc có mà phải tiêu hao hoặc phải chịu thêm những điều kiện khác tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tình thế đã thay đổi dù không được như ý cũng nên chấp nhận vì không còn phương cách nào khác ngày thuận lợi cho sự bỏ cũ lập mới không nên để chuyện quá khứ làm bận lòng ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi việc không nên tranh cãi vì mình đang ở thế kẹt hoặc sự việc không nằm trong khả năng của mình sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc không được như ý có tin tức ở xa tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc làm trong sự miễn cưỡng tất cả chỉ là ngắn hạn thành công trong nhất thời dễ bị bỏ dở phá ngang ngồi lâu có hại trong nội bộ có người châm trích và cũng không nên vì tình cảm mà che chở cho họ hoặc phải chịu đựng mãi nên có thái độ dứt khoát tài lộc trung bình ngày có đình đám tiệc tùng hoặc có thêm người tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có sự thay đổi về công việc phương hướng kế hoạch tu bổ mua sắm sửa chữa có người đến nhờ mình giúp đỡ nhưng không nên bao đồng chỉ nên thực hiện theo những gì mình có trong tay có tin buồn, sự mong cầu về tiền bạc chưa có kết quả nhanh chóng nhưng tương lai sẽ đem lại điểm tốt. Có hỷ sự, không nên bàn đến chuyện người dễ gặp thị phi trách mắng, hờn giận do lỡ lời. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, phá ngang, ngồi lâu có hại. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, làm trong sự miễn cưỡng. Tài lộc trung bình, hoặc có quý nhân giúp đỡ. Ngày có đám tiệc hoặc có thêm người, có tin vui, hỷ sự, có tin tức về việc làm ăn. Tử vi tuổi Tỵ, nhờ chính quan mà người tuổi Tỵ trong hôm nay có nhiều cơ hội thể hiện được năng lực của mình. Nhưng đừng vì nhiệt tình quá mà làm mọi việc một cách thái quá. Thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta sẽ giúp bạn được yêu mến và tránh được rất nhiều rắc rối không đáng khi công việc trôi chảy sự nghiệp thăng tiến tài lộc cũng càng dồi dào phúc quý tràn đầy áp lực tài chính không còn là cơn ác mộng đối với bạn cũng như gia đình mình nữa nhân cơ hội này bạn có thể đề xuất ý tưởng sáng tạo hay dự án kinh doanh mới phù hợp với xu hướng thị trường trong ngày này các cặp đôi có cơ hội hâm nóng tình cảm của mình hãy dành cho nhau nhiều thời gian nhất có thể chiều chuộng đối phương thêm chút bao dung hơn nữa lắng nghe nhiều hơn đừng quá cố chấp thì sóng gió nào rồi cũng sẽ qua Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, xử, dậu, thân. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp hoặc chỉ nhận được tin tức. Nguyên do là người mình mong cầu gặp trở ngại về công việc hoặc có chuyện buồn phiền về tình cảm hoặc phải đi xa chưa trở về kịp. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng không nên hấp tấp vội vàng tiến nhanh. Không có kết quả. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ ngày có nhiều tin tức không tin nào giống với tin nào công việc dễ gặp sự cản trở rủi ro bất mãn đưa đến tranh cãi đề phòng hoàn cảnh tình thế hoặc có người dòm ngó mình trận đứng việc mình mong cầu ngày không tốt làm gì cũng dễ bị mất uy tín hoặc gặp sự xấu gia đạo bất an mọi việc đều chưa kết thúc nên ngồi yên tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc sức khỏe không tốt nên chăm chú về công việc làm của mình không nên nghĩ chuyện xa xôi bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay nên ở yên ngày có nhiều tin tức không tốt xui xẻo đến với mình dễ bị trách oán hàm oan tranh cãi dễ bị phạm sai lầm sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hao tài về giao thiệp tiệc tùng tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim có nhiều sự đảo lộn không như mình dự tính hấp tấp trong công việc lời nói sẽ đem đến hậu quả không tốt đem lại sự ai oán mất tình cảm chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu chỉ nhọc công có tin buồn mong cầu về tài lộc chưa có kết quả Hao tốn vì vui chơi, mua sắm. Có khách đến. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều tin không tốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Sức khỏe không tốt, nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay. Nên ở yên, hao tài về vui chơi, giao thiệp tiệc tùng. Tử vi tuổi ngọ. Ngày mão ngọ tương phá, người tuổi ngọ có điểm báo cạnh tranh quyền lực trong nội bộ. Công việc dù được con giáp này xử lý đâu ra đó, nhưng chưa thực sự hoàn hảo, chính những sai sót tưởng như nhỏ nhất lại là sơ hở để kẻ tiểu nhân bới móc và gây bất lợi, tạo điều tiếng thị phi cho bạn. Ngoài ra, bản mệnh còn cần phải tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Nếu có cơ hội đầu tư thì cũng cần phải xem xét kỹ càng trước khi đổ tiền vào đó, đừng tham lam, vội vàng mà mắc bẫy kẻ xấu chuyện tình cảm của bạn hôm nay khá thuận lợi. Những ai độc thân nhận được vận đào hoa nở rộ, nhiều người để ý, theo đuổi, thế nhưng bạn chớ vội vàng chọn lựa ai đó chỉ để khỏa lấp nỗi cơ đơn, tất cả đều cần thời gian để cả hai hiểu nhau hơn. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tất dần, mùi. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Mưu cầu về công danh, tài lộc, tiền bạc cần phải làm cho rõ ràng, dễ có sự hiểu lầm, hoặc người có ý đồ tham vọng lấn lướt, tranh chấp với mình. Ngày có sự thay đổi hoàn toàn trong công việc làm ăn, hoặc những việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện. Trong việc thực hiện, hay di chuyển cần phải hết sức thận trọng, có rủi ro hoặc phải bồi thường. Không nên thố lộ chuyện tình cảm của mình. Hao tài cho tiệc tùng, đình đám. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Sự việc chưa phải là lúc kết thúc dù tình thế, hoàn cảnh đã có biến chuyển. Chỉ thuận lợi cho việc sơ giao về đính ước, chấp thuận trên nguyên tắc. Mọi việc trở ngại trước, tốt đẹp sau. Nên từ từ mà tiến có tin buồn hoặc có sự rời hẹn, sai hẹn do người mình cần gặp bị trắc trở, đau ốm, bận lo vào việc khác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, không được như ý. Có lộc ăn, quà tặng nhỏ. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự, tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần có tin về sự sinh nở hoặc gia đạo công sở có thêm người có khách đến có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng lộc bất ngờ tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có tiệc hoặc có sự hội họp hẹn ước ngày có nhiều công việc phải lo toan cực nhọc hoặc có tin tức đến khiến mình phải suy nghĩ lo lắng giải quyết công việc sắp tới sức khỏe không tốt có tài lộc nhưng hao tốn về mua sắm giao thiệp gặp lại người xưa và có thêm bạn mới có tin buồn về rủi ro tai nạn của người thân quen khá giả Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Có tin về sự sinh nở, hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự, tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. tử vi tuổi mùi. Ngày có tam hợp che chở, người tuổi mùi hôm nay gặp được nhiều điều may mắn trong công việc của mình. Bản mệnh được cấp trên ưu ái, trao cho cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình thuận lợi. Dù phải làm khối lượng lớn việc trong ngày, nhưng tinh thần bạn phấn chấn, hiệu suất vẫn được đảm bảo khá tốt. Lại thêm thiên ấn nhập cục, dù có những khó khăn trước mắt nhưng chỉ cần bản mệnh tập trung năng lực và cố gắng hết sức của mình thì hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Không có gì là không thể, trừ khi ta ngừng cố gắng. Tuy nhiên, trái với những suôn sẻ trong công việc thủy thổ sung khắc, con giáp này cảm thấy mình bất lực khi chẳng thể tháo gỡ được những khúc mắc trong câu chuyện tình cảm trước mắt. Dù có nhiều cố gắng nhưng nếu cố gắng hàn gắn chỉ đến từ một phía thì làm gì cũng là thừa thái. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều ưu phiền, lo âu chủ yếu về mặt quan hệ, giao thiệp. Nên cởi mở, sức khỏe không tốt gia đạo có chuyện buồn sự mong cầu về tài lộc có sự trắc trở hao tán trước rồi mới có tiền bạc có sự đáo hạn định kỳ cầu mong tin tức không được như ý có vấn đề mới phát sinh cần phải chỉnh đốn sửa chữa tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy làm gì cũng nên hỏi ý kiến của người lớn hoặc quý nhân của mình nên xem xét lại vấn đề ngay từ lúc khởi đầu mới ra manh mối mọi sự mong cầu về tin tức đều chậm nếu có đến thì cũng không tốt tin buồn tài lộc dễ hao mất mát chỉ thuận lợi cho việc tu bổ dọn dẹp chữa bệnh giải oan thu vén mọi sự tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa không nên dính đến chuyện của người khác hoặc bàn gia tán vào dễ có sự hiểu lầm nếu có được hỏi ý kiến cũng phải có sự khéo léo vì sự việc còn liên quan đến nhiều người hoặc chạm tự ái nên tu bổ chỉnh đốn lại những việc cũ thêm một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện tâm tình bất an gia đạo có người đau ốm buồn phiền ngày có sự thay đổi bất ngờ ngoài dự tính. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Không nên níu kéo khi sự việc hoặc chuyện tình cảm đã đến hồi kết thúc, thay đổi. Sự việc tùy thuộc vào người bạn của mình để tránh sự phiền lòng trách oán. Nhà có đình đám, tiệc tùng hoặc có cuộc hẹn và có nhiều người đến hoặc nhận được nhiều tin tức của họ. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Gặp lại người cũ, có người đi xa trở về. Có tin tức không tốt ở xa về sức khỏe, bổn mạng của người thân không nên thay đổi dự tính công việc mới chỉ nên theo lối cũ mà làm thì có kết quả không nên quá chú trọng vào ý kiến lời hẹn của người khác tài lộc bình thường tử vi tuổi thân chuyện tiền bạc chịu ảnh hưởng của kiếp tài gây ra không ít rắc rối khiến người tuổi thân khá đau đầu trong hôm nay bản mệnh không có kế hoạch tài chính rõ ràng thì dễ lâm vào cảnh nợ nần lắm Mỗi khi mua bất cứ một món đồ gì, hãy tự hỏi mình rằng mình có thực sự cần đến món đồ đó không, tránh việc mua sắm theo cảm xúc mà không hề quan tâm đến giá trị sử dụng của nó. Trong mối quan hệ tình cảm của những chú khỉ hôm nay có thể xuất hiện những khúc mắc. Đôi bên có những hiểu lầm sâu sắc mà không chịu dừng lại để giải thích và hàn gắn lại mối quan hệ. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 29 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tỵ. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Khi bắt tay vào việc chớ nên chán nản, hoặc trước cần cù mà sau biếng nhác, muốn bỏ ngang không tốt. Nên chụp lấy cơ hội dù có hao sức hoặc có sự hao tốn về tiền bạc, nhưng sẽ có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân. Có tin tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân không nên tin cậy về lời hẹn ước có sự sai lệch chút ít có tin tức ở xa nên đối xử với mọi người một cách công bằng bình đẳng sự thiên lệch về một bên sẽ có sự phật lòng ngấm ngầm tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không nên dính líu đến chuyện của người khác chỉ đem đến sự bất lợi hoặc làm ơn mắc oán có tin vui hoặc gặp bè bạn có khách có tài lộc hoặc có tin thuận lợi về việc mình mong cầu hao tài cho sự giúp đỡ hoặc giao thiệp tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên ngồi yên khi mọi việc đến với mình ở trong tình thế khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Không nên hấp tấp trong công việc sẽ bị hư hại sai sót, trách quán. Chỉ nên xem xét lại vấn đề từ ngọn ngành. Chớ làm càn, mọi việc mong cầu về tiền bạc còn chậm, chưa có kết quả. Ngày rất dễ gặp rủi ro, đứng giữa ngã ba đường. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều biến chuyển mạnh về công danh, tài lộc, việc làm cũng như về tình cảm. Cần phải có sự khôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện phiền phức, bị ép buộc có sự gặp gỡ, di chuyển. Nên hoàn trả những gì đã nợ ở lúc trước để tránh sự buồn phiền trách oán, hoặc hao tốn về mua sắm, giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc trong công sở, bị hàm oan, hiểu lầm. Có tin không tốt cho những chuyện đã trù tính trong quá khứ. Mọi việc không nên nóng nảy hay vội vàng quyết định. Hãy chờ đợi vào một ngày khác và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại có tin xa của người thân nhưng là tin không tốt, có tài lộc quà tặng, chuyện vui. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu gặp phải cục diện tương xung báo hiệu con đường phía trước của bản mệnh khá chắc trở, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên bấp bênh, con giáp này không biết phải làm thế nào để có thể ổn định được cuộc sống của mình. Bù lại, tỷ kiên trợ giúp cho công việc của con giáp này tiến triển khá ổn định. Bạn làm việc nhanh nhẹn, biết tính toán, có tầm nhìn xa rộng. Những điều mà bạn đã quyết định thì không bao giờ sai lệch, mang lại kết quả rất tốt. Nhờ vậy, bản mệnh có thể sẽ được cất nhắc lên chức vụ cao hơn hoặc tìm được công việc có thu nhập tốt hơn, vấn đề tài chính cũng được đảm bảo. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính đông phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay giã bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, sửu, thìn. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy. Ngày sung của bổn mạng. Có nhiều chuyện âu lo cần phải giải quyết. Gia đạo có tin buồn, hoặc trong công sở có những vấn đề gặp trở ngại khiến vì cùng lo toan mà có sự bất hòa. Sức khỏe không tốt. Các việc vui chơi, tình cảm, giao thiệp, hò hẹn đều phải cáo lỗi, hoặc đến mà sự việc xảy ra lại không như ý. Tài lộc trung bình, dễ hao vì những chuyện lặt vặt. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng. Nếu có tiệc vui, đình đám cũng không nên ở lâu hoặc vui chơi quá đáng đem lại sự tổn thất về tiền bạc cũng như uy tín của bổn mạng. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều sự chuyển biến rất mạnh mang tính đảo ngược hoặc ngoài dự tính của mình tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày sung của buồn mạng không nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành công việc vì sẽ có sự đảo lộn bất ngờ ngày dễ gặp rủi ro tai nạn buồn phiền thiệt hại hoặc có sự sai lạc về hẹn ước ký kết nhất là trong việc đi xa dễ gặp tai nạn sự thất vọng hoặc nghe tin dữ việc vui chơi tiệc tùng chỉ nên ngắn gọn và không nên ở lâu tài lộc còn chậm dễ hao tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có tin buồn ở nơi xa ngày có sự di chuyển vì tình cảm giao thiệp đến người đang cần mình giúp đỡ chia sẻ những trở ngại hoặc để góp ý kiến về vấn đề tình cảm ngoài việc này ra nên giới hạn sự đi lại dễ gặp rủi ro hoặc đi vì cầu tài hay công việc thì khó có kết quả nhanh chóng có tài lộc nhưng hao tốn về mua sắm tiệc tùng sự mong cầu về tình cảm riêng tư chưa phải là lúc thuận tiện tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng không nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đảo lộn bất ngờ. Trong việc đi xa hoặc di chuyển dễ gặp nhiều công việc khó có sự quay trở lại. Có tin buồn, hoặc nghe tin dữ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có việc vui chơi, đám tiệc. Có tài lộc, lộc ăn. Tử vi tuổi tuất. Người tuổi tuất hôm nay được lục hợp cục nâng đỡ, vận trình có nhiều điều khởi sắc công việc của con giáp này tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh trở lực và cạnh tranh bỗng biến thành động lực giúp bạn gặt hái được nhiều thành công hơn lại có thêm chính ấn nhập cục tuổi tuất nếu biết phấn đấu thì chẳng lo sau này không có một cuộc sống đủ đầy như mong ước nhất là khi cấp trên nhận thấy năng lực của bản mệnh và có ý muốn nâng đỡ thu nhập của bạn sẽ sớm được cải thiện không nhỏ đâu đấy tuy nhiên ngũ hành xung khác cho thấy mệnh chủ có thể gặp phải nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm của mình Người độc thân dù đã có đối tượng thầm mến nhưng chỉ là đơn phương từ một phía, tình cảm kìm nén trong lòng nhưng không được gửi trao đang dằn vặt bạn mỗi ngày. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa. Dù có gặp trở ngại, khi đối đầu với công việc hoặc chuyện tình cảm phải có sự cố gắng. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp. Không nên nhúng tay vào chuyện người tiền bạc còn gặp nhiều trở lực hoặc phải cực nhọc mới có hao tốn về giao thiệp hoặc hao về bồi thường tu bổ mua sắm chi phí đáo hạn ngày có khách hoặc có sự hội họp gặp gỡ có tin tức tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày không nên hành động hoặc mưu sự những việc lớn lao nếu có người đến đề nghị hoặc bàn thảo công việc cũng chớ nên tin vì sự thật không đúng như vậy chỉ có những tin đem lại sự bất lợi cho mình hoặc sự khó khăn của những người khác mong muốn mình giúp đỡ không nên giải quyết theo tình cảm có tài lộc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có rất nhiều sự việc xảy ra khiến mình phải đối phó trong sự khó khăn hoặc có nhiều tin tức không tốt đến dồn dập có liên quan đến công danh tài lộc bổn mạng của mình và thân nhân bè bạn đề phòng rủi ro tai nạn bị ép uổng chơi xấu dính vào sự thị phi tranh cãi pháp luật việc làm cũ có vấn đề có sự đáo hạn định kỳ mà mình không thể giải quyết nên tìm gặp quý nhân hoặc dùng tình cảm để mong người giúp đỡ có tin xa. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Mọi việc nên cẩn trọng chớ nên để tình thế hoàn cảnh sai khiến mình, hoặc hấp tấp mà đạt được kết quả không như ý muốn. Mọi sự càng chậm càng tốt. Chuyện tình cảm không nên nói hết hoặc thật lòng dễ có sự thiệt thòi, hoặc hao tốn vì tiệc tùng vui chơi, mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Nên xem xét lại những việc cũ còn có thiếu sót, hoặc sắp xếp chưa có sự thỏa đáng cần phải điều chỉnh lại có sự tu bổ sửa chữa mua sắm về đồ đạc vật dụng ngày có tin tức cuộc gọi hoặc có người đến làm gián đoạn công việc được mời vui chơi tiệc tùng ăn uống hao tài về mua sắm quà tặng cẩn trọng trong việc đi xa có rủi ro chậm trễ hoặc bị phạt vạ khiển trách tử vi tuổi hợi cục diện tam hợp mang đến cho đường tình duyên của người tuổi hợi không ít may mắn trong hôm nay chuyện tình cảm của bạn đang trên đà phát triển nên nếu là một người còn đang độc thân bạn nên tích cực hơn trong các mối quan hệ xã hội vì rất có thể bạn sẽ tìm được người vừa ý mình song có lẽ vì quá mải mê với chuyện tình cảm mà bạn chẳng có tâm trí đâu để lo cho công việc thương quan cho thấy bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa việc để đầu óc treo ngược cành cây khiến hiệu suất của bạn sụt giảm khá rõ xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú hôm nay là ngày khởi công tạo tác việc chi cũng tốt Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gá chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo theo áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Có tin đến hoặc công việc đến không nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc giải quyết vì sẽ không đúng với mục đích. Nên chịu khó nghe sự góp ý kiến của người khác. Đây là công việc chung tài lộc trung bình có tin tức tốt xấu lẫn lộn về tình cảm sức khỏe của mình và người thân bè bạn có người đi xa có khách đến hoặc có tin tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ gia đạo bất an hoặc việc ở công sở gặp nhiều chuyện rắc rối về công danh cũng như về tình cảm cẩn trọng dễ bị sự oán trách gây gỗ lôi thôi làm hỏng việc ngày có nhiều lo âu cực nhọc không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoàn toàn không có lợi nên chỉnh đốn xem xét lại công việc hoặc sửa chữa lại những gì đã hư hỏng ở quá khứ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày có nhiều tin tức không tốt hoặc công việc phải làm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công không nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn không có lợi cẩn trọng khi đi đường sử dụng xe cộ máy móc dễ gặp tai nạn rủi ro cuộc hẹn dễ bị giang dở chờ đợi lâu lắc chuyện tình cảm không nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải lúc ngày có tiệc hoặc có khách đến tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày đề phòng có sự đau ốm hoặc có chuyện buồn phiền về sức khỏe tình cảm tài lộc có tin buồn tài lộc còn khó khăn nếu có chỉ là sự vay mượn tiền bồi thường bồi hoàn có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về nhà cửa đồ đạc chuyện tình cảm hẹn ước nên đợi dịp khác tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có sự đi xa di chuyển của thân nhân chuyện tình cảm không nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải lúc có tiệc hoặc có khách đến cuộc hẹn dễ bị giang dở, chờ đợi lâu lắc. Ngày có nhiều tin tức không tốt, hoặc công việc phải làm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Không nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn không có lợi. Cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.